Mình bắt bồ câu nha. Giỏi nè, xong giỏi nè. Làm gì mà dữ vậy trời. Con này bự dữ lắm. Một câu này câu con gà. Con gà. Ăn gì đó. Thôi mình vô nha các bạn. Đừng 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 vỗ tay nha. 12 con. Bay ra hết 9 con nó dí cắn chết. 7 con còn 2 con bay mất. Con sóc này xong cái thịt tô xoài nó ăn cắn sống. Sóc rồi. Sóc hả bác? Ừ, nó đòi nó cái đòi ăn nó ấy rồi. Nó ăn trái cây rồi, nó trốn rồi. Đó. Nó khó rồi. Gì chú? Trong cái lồng nè. Ừ, trong lồng. Gì đâu? Nó trốn ở dưới á. À, thấy nè. Đây là sống rồi đó. Chỗ ra xoài cái này nó sống rồi. Thì nó nằm trong kìa. Hên cái này nó sống rồi, con xoài nó sống rồi. Xoài nó nằm trong kìa. Nằm trong. Cây già già. Dục, chụp cái cây rồi sống rồi. Nó thở khi khi kìa. Con để đang chết rồi xong cái bị dục cho nó cái xoài nó sống rồi. Chắc lâu rồi không được ăn trái cây. Ừ, cho ăn cơm không có nó sót được. Nó trốn trong. Giá được 4 con đẹp lắm, mà nó ăn ghê hào lắm. Ăn ghê lắm. Ừ, nó ăn hào. Rồi mình vô mình làm món nha các bạn. Đây em nấu nước xong rồi phát được phát rồi. Ấy nóng tụi con làm chút xíu sao mà. Hả? Ấy nóng nó nấu nóng tụi con nhỏ chút xíu. Rồi sau một hồi chuẩn bị thì món tôm mù tạt đã xong rồi đó các bạn. Ăn ngâm đá nha. Bây giờ mình vô coi mấy anh em đang làm gì trong. Đã xong. Chào các bạn. Đầu bếp chính đang nấu món gì? Tôm rang me. Đây là món mắm sống của bà là sông. Mắm sống. Mực mình sẽ làm món gì không? Mực xào chua ngọt. Mực xào chua ngọt. Tôm rang me. Cái này là 5-6 món luôn các bạn ơi. Nay anh Hùng chỗ này nha. Thức xong đang làm. Đây là bác trai ba vợ của anh Hùng. Bác đó thôi. À. Ai vậy? Con đấy à? Dạ. Sao? Dạ. Nấu gì đây không? Sao hả? Ừ. Từ bằng ra hả? Ừ. Đây sắp muối câu rồi nha. Khi đàn ông vào bếp rất sáng ta. Nước nào xài á? Gì? Nước nào xài? Cái kìa, ở cái bình đó. Cái bình đó. Chứ chưa kịp ra dầu.
Ở đây rau rất là ngon các bạn, rau sạch đó. Chung là cái gì rau là tốt. Nó xanh hơn ở quê nhiều lắm, quê lúa nhiều lắm. Tại vì ở đây là xứ lạnh đó, trồng rau rất thích hợp. Các bạn thấy cọng xà lách son nè. Trời bá luôn á. Cọng quế rồi, cọng rau thơm là cũng bự luôn. Cải tươi xanh luôn á. Nhìn cọng xà lách son thấy thèm ghê luôn. Cắn ra liền luôn. Xà lách son ăn tốt không các bạn, bổ máu. Anh Hùng mới xào được bò, ăn xong thì ăn chân mắm. Mắm hột vịt. Cái này tại quên mua miếng thịt ba dội. Bỏ mực vô đường sao? Được rồi. Bỏ mực vô vài miếng cắt mỏng mỏng mỏng. Mực mình xào chua ngọt nữa. Chua mực vô nữa hả? Cắt mực mỏng mỏng mỏng, mỏng ra để nó. Ngày chế biến thêm nha. Chưa bao giờ để mực vô phải không? Chưa. Hình như là trứng rồi mắm hay là những con mắm thì mình chưng cá lóc bủng. Ngon sao để mực tự vô ngon sao? Dài à? Bên đây là lòng đang sạc chanh. Ở trên đây không hột hả? Không hột. Chanh nó cũng tốt hơn với quê nữa. Không các bạn. Chanh lâu nhất luôn á, mà không bị cám vỏ. Rồi là xong rồi, cái này nó xong luôn rồi. Lặn chanh hồi mình xào chua ngọt ha. Anh làm gỏi. Gỏi hả? Gỏi là lò mà, làm gỏi là lò mà. Thì lá thôi. Hết chạy rồi. Uống không có nhiều đâu thôi. À, phải hết chạy thế là vui lắm mua. Một cái hành tỏi á. Bữa nay mới được anh Hùng nấu ăn nha. Thì nước muốn ăn thì sao? Giỡn phải ăn á. Dạ? Giỡn phải ăn á. Giỡn không phải ăn. Thế đói lúc nào cũng ăn. Xong làm tôi hấp dẫn quá ta. Trứng họ nó phình lên xong như có đủ không mày? Đủ. Hả? Đủ. Trứng nó lớn ra mà, đúng không? Dạ. Đâu không đủ quá. Sao đâu? Cái có cái tô lớn mà. Được, được, tô lớn được rồi. Rồi thơm, thơm một mắm. Mắm thơm thơm cái gì vậy? Yeah.
Tiêu không? Tiêu có nè. Trời xong quá. Chừng là chính là quốc phải không? Chừng là chính là quốc. Bắn luôn. Cái tôm bỏ vào đi. Đấy chết. Nãy cho miếng nữa nè. Nước. Cần đôi đi, cần đôi. Rồi được rồi. Tôm rồi quấn vô giấy gì đó làm cho nó hút nước cho tôm nó khô các bạn. Dớt dớt. Quấn bọc rồi ha. Quấn cái bọc rồi ha. Làm gì? Ai biết không ra, em cầm ra ai biết. Nó chào ha. Như thế hệ bạn bao nhiêu? Đây là nồi món nấm mắm chân. Đúng rồi, nó là mắm chân có ấy đó, ba chỉ. Dạ, yeah. Chán con quên mua. Đúng rồi đó luôn. Đang làm gỏi các bạn ơi. Đây, đây lúa đang trồng gỏi với thịt bò đây. Gỏi thịt bò nha, salad son, cá salad. Đây là nồi thịt bò đây. Mình trộn xong một chút xíu là mình ăn thôi, mình để thịt bò vô. Điểm điểm rồi đó. Rồi, xong. À, xong rồi sắp con tơ bột lại ha các bạn. Đủ không? Đủ. Xong không? Dạ. Mày rửa cho ấy, cái dầu thơm cái đâu? Ngon. Cái này là món gì anh? Cái này. Hả? Cái này đây là món bồ câu từ thuốc bắc. Không nhắm cho thuốc bắc. Dạ. Không nhắm cho thuốc bắc vào. Rồi hùng sao không hiểu. Hùng dị ứng. Chỉ là món này món món gì vậy? Tiềm. Tiềm thôi. Ừ, bố có tiềm. À, thì ngọt bố được luôn. Đủ không? Sắp lên luôn ha. Ăn hết đĩa không? Cầm lên luôn. Một ký tôm luôn á. Đắp một cuộc tình luôn. Rồi. Kéo này ra. Nó dính dữ cơ trời.
Rồi. Hơn nhà hàng nữa các bạn ơi. Chỉ hợp với tên rồi, nhà hàng bán biết giá tiền nữa. Chai làm món bồ câu tìm này nhìn tả này ha, thơm lắm nha các bạn. Này cũng chưa rồi. Hai chân chút ạ. Một giờ các bạn. Cái gì? Bia đó. Ồ. Bởi cho chú không? Hôm nay mình sang ngô của câu tên nè, tôm hấp bia nè, mực xào chua ngọt nè, mắm chân hộp vịt nè, gỏi bò nè, gỏi thịt bò, quá trời mồi các bạn. Sắp nói nước chanh gì nữa mà. Trời luôn rồi. Thảo đi đâu à? Mấy bạn nha. Rồi xin mời vô. Đến năm là cái quay thằng nào còn làm giống á. Đến năm xe là cái chiến này. Ừ. Cái ổ, này làm đi chứ hết này. Không, nó xe rồi, nó xe rồi. Ủa? Chụp tiếng ăn rồi. Dạ, 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 mà tôi có miếng này đó. Tôi cho con ăn gì? Dạ. Muốn cho anh hả? Ừ, kiếm. Vậy chú xin có đâu rẻ luôn. Bên đây cái hậu nó lạnh nó sao? Nó rồi chưa? Cô đang. Dạ có. Gió quá. Giờ mình về mình thay. Rồi, mời cả nhà nha. Ừ. Mình một làm cái bự đi đi cao thì đi là tốt. Nào chào lâu lâu đứng là cầm làm đây lên ngày hôm qua là ra đậu trong đại mà đây rồi cái gì nhà đây không biết biết gì đi dài vậy đi bóng mà về nó bóng thấm á cũng nó đâu uống đi nào mà nó làm chén cơm xong rồi qua làm mấy hết vụ cần nó dẫn người nó lạnh lên người nó lạnh nó lên xe máy cháy vậy là ngồi xong luôn bấm ăn gì rồi đi chùa rau với chuối rồi nè. Qua ăn rất là nhiều chả, ăn nhiều chả là cho trót hết rồi. Rồi. Anh thử á,
Ăn luôn mấy cái rupee luôn. Sợ mấy cái nít này
À. Bát cái gì luôn bây giờ. Nguy hiểm bự luôn. Đầu cái phần thua này. Bình hơn. Cái ông ra ngoài đầu trước đó, cái thằng gù đó. Nó xuống nó lăn trong muốn mình cá lóc tát cái đầu gối nó gót nó là mấy thằng vậy. Nó chạy về mà nó khóc. Nó kêu rắn cắn. Nó kêu rắn cắn gì mà sao răng dữ vậy. Nó vòng cái gót giò cắn không. Ra ngoài cái chỗ đó coi. Nó làm lòng tim tim tim. Cái này đập chính luôn. Lấy mấy đường đầu cuốn vô cái dây làm ra cái cây bực bực vậy nè. Thả xuống đất, rầm giật lên. Rớt xuống, thả xuống đất, rầm giật lên, đứng xuống tới chừng bắt được cá là cái lượng con cái miệng nó này quát ra hết luôn. Cá nhỏ cá liền nó dẹp lắm. Cá nhỏ nó dẹp lắm. Nó giữ bà con á. Nó có miệng nó lì ra, có mặt nó lì. Giật. Nát cái miệng từ mà nó dăng lên bờ thì xong chụp không kịp thì nó lại rớt xuống mà dẫn mình nhấp xuống ăn đi. Chua quá. Ớt là chua ha. Nhiệt chua ha. Không chua. Nhiệt nó chua gì đó. Không biết là dưới em sao chứ rồi trên đây có không phải mặt cả cái gì đó. Thảm đi từ sáng đến chiều thì nó dụng như vậy thật sự chứ. Từ sáng đến chiều thì nó phải là bạc có. Được không? Được rồi đúng thế. Đúng cái vụ lục bình. Anh ấy đẹp biết một bây. Cái hàm luôn á. Nó hơi lục đất á. Xong cái nghe một lỗ. Đậu luôn á, anh hai đậu luôn. Còn còn hết đậu luôn. Còn hết đậu luôn. Hôm qua con nằm hết điện nha. Ba con được luôn. Ba con được luôn. Mới ấn điện được. Nó đẻ lại. Trong đó mình gặp lỏng siêu. Thì ta phải rồi. Hồi nãy em coi là, hồi nãy con coi là hai con mái một con giống. Xong ra đó là coi hay quá. Ba được hết trơn. Được 6 cái đó. Nuôi tới làm sao vậy? Có được 6 cái. Ăn được một hộp. Rồi đi chân chân. Món này bữa đây là món ướp đá là một hộp. Đây là tạ. Món cơm ở đây, tạ đây. Bây giờ mình quay cái món 68 đó, cái món chín chín đầu nhỏ là bữa. Đó, có rau thơm nữa, trồng trồng đó. Cái gì vậy? 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 Cái này có tiền mà ăn ngon đấy không? Mềm, cứ mà quay là nhanh rồi. Dạ. Anh già quay, quay lên một lâu. Cái bộ hỏng đấy nó còn sống vậy. Sao vậy? Nhanh nhanh rồi. Sao rồi con? Sao mày nói gì? Mày nói gì? Mày nói gì? Đồ quá trời. Trên Nguyên cũng đang làm gì? Nói chồng thì ông nào mấy ông nào cũng được nhậu. Từ mấy mông mình bao nhiêu người ảnh toàn thể mà. Trong mời hết thì bây giờ ra những cái dòng mình vẫn làm nha. Mà nó có tiền không? Từ khi anh mạnh được tiền cũng đối rồi ạ. Nhưng đóng tiền á. Lâu lâu thì năm có một lần mình nhậu. Tháng quá những người đi người ta thì đối diện ra thì. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Muốn. Ta thì... Muốn đóng gì? Tôn. À, với là tôm, cấm tôm. Ăn cái gì cấm thôi. Anh ăn cái gì? Muối này đi ăn, cấm nước mắm với tường. Cái gì mà cấm không? Muối. Thường mấy em đi đậu đồng là em luôn. Búa. Búa có thể ăn hết tất cả các món mà tụi em làm hết rồi. Chụp là chống tiền thì nó còn nhiều đúng không? Dạ. Dạ. Nói chung là khỏe còn. Cũng chung hả? Dạ. Nhiều. Chiếc miền Tây thì nó không. Tụi em muốn bắt giờ làm được. Đi tìm cái hang bơm nước vô cái này chứ. Còn tối tụi em đi dài dập cái là tiếp bơm nữa là đi. Dạ. Ở con giữa cái nào không bơm. Có nước chứ. Nước mấy con nó ở đó. Nó ở thường thường là theo nước. Chụp đó anh phải đi ra công ty. Có anh giả cày á. Ngon cực kỳ. Đó là. Anh về mới. Anh là bà khi ấy là hợp anh không à. Dạ. Bà khi của ấy là. Dạ. Bà Thi
Nhà mình mới có người ở đấy à? Dạ không ạ. Em con biết em Hồng trên TV rồi. Trên công động, công ngãn á. À, các bạn. Dạ. Cái nào có ai là nước ngoài? Dạ, trên YouTube thì nó thế giới luôn. Không bỏ vợ trong nước rồi, không chứ đâu có làm ngoài nước này. Dạ, ra ngoài nước luôn. Hai lần rồi. Không có, nhưng mà mấy con mấy đứa đâu có con ăn đi nước ngoài vậy. Ở Việt Nam không vậy? Tỷ đi nước ngoài không? Dạ. Tỷ đi nước ngoài không? Tỷ đi nước ngoài. Mấy cây vậy không? Xíu đi không? Đây đâu? Không, giờ là sao? Không, để đâu đây. Không thế nhưng mà không còn thử sĩ thì giảm ra thì cơ chạy từ bữa giờ cũng nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ hôm qua thấy khổ lắm rồi. Này. Nhìn mặt hôm qua thấy khổ lắm. Cái gì? Mặt tế hả? Ông sĩ sĩ... Hôm qua thấy mặt khổ lắm mà buồn lắm. Cái giá tùng rồi. Anh vui lắm, sĩ ông vui lắm nè. Tranh hay ha. Hải dâu mày bà. Hải dâu. Hải dâu nữa hả? Hôm qua thấy xài bữa nay hải dâu phải không? Vậy hồi nãy không cần cái xài bữa nay. Tôi rút là nó ngon lắm. Vô, vô đây nè. Cô chua. Quay đây đi vậy? Vô bên kia rồi. Vô đây nè. Mà kia kìa. Rồi nào, xem cái xe, xe chỗ nào tối, xem vô à. Thả kiếm ra cho mày hết cái đường đi. Không biết, không biết. Có gì cũng lượt rồi. Hả? Có gì cũng lượt rồi. Kèo không có lo, trời ơi. Đi à? Cái này mày không biết không biết không? Anh giống như một đại không đâu có rõ cái gì. Vậy mày có ăn hả? Mày xúc. Dạ, mày. Đi đây thủ cũng khá. Cho nên hai ba đi ra cái chút. Mày trông đi ông mưa nó mạnh hơn. Đi ăn chữ. Cái chai đó đi mình chai. Nó tưởng. Nó được năm chai nó chai. Nhất là cơn phiêu ra. Chào các bạn nha, chúc các bạn có mua chưa thật nhiều niềm vui nha. Tê tê rồi, hai lo rồi. Hay luôn, không biết ổ tạc luôn.